Này xá lợi tử, vì chân như của địa giới sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì chân như của thủy hỏa phong không thức giới sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của vô minh sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì chân như của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của bố thí ba la mật đa sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của pháp không nội sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của chân như sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì chân như của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của thánh đế khổ sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì chân như của thánh đế tập diệt đạo sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của bốn tịnh lự sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của tám giải thoát sâu xa, nên bát nhã bát ba la mật đa sâu xa, vì chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của bốn niệm trụ sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của pháp môn giải thoát không không sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa